hai trăm bạn zalo với phụ nhân quý vị nhé. quý vị vào thêm bạn bình thường và chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81 à, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81 ở Nhật Bản nha quý vị nhé đây là có Nhật Bản là quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản ở dưới có ở như Japan là Japan là cộng 81 quý vị ấn 080 68 7 nó ra viết phú Vết cái JP hàng nội địa quý vị nhé vẫn à, kết bạn này ok nhé rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube quý vị ấn đăng ký nhé, nhé. À, ok xong cảm ơn quý vị xin mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Vết Phú video mới nhất ngày hôm nay thì hôm nay thì Vết Phú cũng xin trân trọng giới thiệu tới quý vị anh chị cô chú một số cái mẫu đồng hồ à uh, smartwatch mà với phú đang còn uh, có ở nhà. Thì uh, ngoài những sản phẩm rất là nhiều sản phẩm phú đã gửi về Việt Nam rồi. Thì còn rất là nhiều sản phẩm đang ở đây chưa đang trong quá trình đóng hàng và gửi cho các anh chị cô chú ở trong cái chuyến sớm nhất. Thì đây là khoảng tầm mười mấy cái đồng hồ em có săn sale trong cái đợt này. Ở này thì như quý vị anh chị cô chú cũng biết là dịch bệnh thì cái số lượng uh, khách đến quán mua trực tiếp thì nó ít hơn rất là nhiều so với đợt trước thì người ta cũng hay có những đợt sale và hàng này là hàng chân sale như vậy nhé chứ không phải là cái hàng mà như một số anh em bán hàng vẫn hay ghé nói là gom số lượng nhiều thì thì thì, thì giá rẻ nhá. không có được quý vị nhé à, giá người ta nên biết là như vậy thì mình mua một cái hay mười cái thì à, giá vẫn như thế chỉ có nếu mà có thẻ thành viên thì được tích điểm còn nếu không thì giá vẫn như nhau chứ không có chuyện là ôm nhiều hàng thì được hàng rẻ như là nhiều anh em vẫn bán hàng vẫn nói như vậy là để đánh lừa cái lòng tin của, của của, người người dân mua hàng ở Việt Nam còn nhất là các thực thực phẩm chức năng à, hàng bên này thì hàng Trung Quốc bán rất là nhiều ở trên các cái trang nhóm của người Việt thì có bán rất là nhiều các cái hàng fake nó y hệt như hàng thật giá thì rẻ hơn rất là nhiều nên là nhiều anh em lấy cái hàng nguồn đấy nhất là thực phẩm chức năng và các loại thuốc nhé quý vị nhé lấy loại đấy về lừa nhau, lừa các cái người ở Việt Nam không biết à, gom số lượng lớn được giá thấp nhưng thực ra là không phải còn nếu mà quý vị mua ở ngoài giá niêm biết thì bao giờ nó cũng như nhau 100 trăm cái cũng thế vì à, như em sang đây đi làm là tư cách là đi lao động chứ không phải là à, tư cách là à, nhà doanh nghiệp đấy có công ty có tư cách pháp nhân là một cái doanh nghiệp có thể là nhập à, các cái sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng nha quý vị nhé quý vị cũng rất là hết sức tỉnh táo khi mà uh, mua hàng như vậy nhé còn trước mặt uh, quý vị đây là những cái sản phẩm smartwatch uh, của các cái hãng uh, sản xuất cho thị, thị trường nhật bản này, quý vị nhé. ví dụ ở kia có kioka kioka thì là cũng là một cái uh, hãng sản xuất uh, đồng hồ smartwatch uh, phổ thông nó uh, rất là nhiều cái sản phẩm đây thì quý vị có thể thấy là em có box siêu một cái sản phẩm xin phép mời anh khách bóc siêu ra để test đấy à, cái cái chức năng của đồng hồ trước à, để khi mà về vấn đề à, khách về Việt Nam khách có thắc mắc thì em sẽ giải thích cho nó dễ đây là siêu cả đây là smartwatch thì đó là tất cả bằng tiếng Nhật hết quý vị nhé à, trong cái à, hướng dẫn sử dụng đi kèm của cái sản phẩm này đấy thì cũng có tiếng Nhật tiếng Anh và tiếng à, Trung thì nhưng trong cái quyển này thì nó là 100% là tiếng Nhật hết nha quý vị nhé vì sản xuất cho thị trường Nhật Bản Còn trong cái đồng hồ thì nó có cả tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Khi mà quý vị kết nối với cái điện thoại của mình thì nó sẽ cập nhật tự động theo cái ngôn ngữ của của của, của cái điện thoại mình đang dùng. Ví dụ như mình dùng tiếng a tiếng Việt thì cái hệ thống chữ là chữ Latin thì nó sẽ tự động nó cập nhật lên tiếng Anh trên cái hiện thị của đồng hồ, rất là tiện lợi. Còn nếu quý vị dùng chữ tượng hình, ví dụ chữ Nhật, tiếng Trung thì nó sẽ tự động cập nhật theo cái ngôn ngữ của điện thoại. Ví dụ điện thoại quý vị để tiếng Trung thì nó sẽ thành tiếng Trung. tiếng Nhật thì nó sẽ thành tiếng Nhật. Rất là ok. Đây có tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung này quý vị, nhé. có ghi đây. Thì nó sẽ kết nối với điện thoại Android 4.4 trở lên và nếu là điện thoại iPhone thì là iOS trở lên quý vị nhé. Có Glory Fit này, là cái phần mềm mà chúng ta theo dõi sức khỏe nhịp tim rồi bước chân calo các thứ đấy thì nó ở trong đấy đây nó có hướng dẫn cụ thể các cái phần quý vị có thể không cần biết tiếng nhưng mà nhìn theo hình ảnh thì cũng có thể là làm được ví dụ đây nó có đến bao nhiêu bước chân là 78 bước chân rồi nhịp tim là bao nhiêu nhiệt độ này là bao nhiêu cái này thì khi mà quý vị kết nối với điện thoại thì nó sẽ có được là nhận thông báo, thông báo cuộc gọi nhé quý vị nhé. Khi mà có người gọi đến số điện thoại của mình đang dùng cái điện thoại đấy thì sẽ có uh, báo là cuộc gọi đáng đến tin nhắn đang đến, thông báo Facebook, cuộc gọi Facebook, Zalo, uh, like các thứ đấy thì nó sẽ cập nhật trên cái đồng hồ luôn, báo lên trên đồng hồ luôn. Còn uh, không có chức năng nghe gọi trên đồng hồ nha quý vị nhé. Vì những cái sản phẩm này thì là những sản phẩm phổ thông. À, bình dân chứ không phải là những sản phẩm cao cấp như là smartwatch của apple thì nó có chức năng một số sản phẩm có chức năng nghe chứ không phải là tất cả đều có còn những sản phẩm mà giá bình dân như thế này thì nó sẽ chỉ có thông báo của gọi đến uh, rung rồi có thể điều khiển là chơi nhạc ở trên điện thoại luôn Đấy thì uh, nói chung các cái chức năng hết hầu hầu như là nó có như của một cái smartwatch của apple tuy nhiên thì có chức năng nghe gọi thì nó không có thì uh, nó cũng chống nước, quý vị có thể đi bơi đi tắm thoải mái. Quai thì bằng chất liệu bằng à, nhựa PE, thì nó cũng rất là bền bỉ. thì à, đối với sản phẩm này thì có ba quai đi kèm, quai đen, quai xanh và quai hồng. Đấy, trong này thì có cái sạc pin ở thế này và sách thuyết minh. đấy thì à, một cái sản phẩm mà bao gồm như vậy. thì à, các sản phẩm này thì nó dao động giá từ từ 800.000 đồng về Việt Nam, quý vị nhé trong khi giá thực tế ở trên bên Nhật là giá niêm yết thì là nó rơi vào tầm 1 triệu 6 à, là 1 triệu 3 đến 1 triệu 6 là giá niêm yết tại Nhật chưa bao gồm các khoản thuế phí còn à, số đồng hồ này em mua được với giá săn săn sale thì nó sẽ về Việt Nam với giá từ 800.000 đồng đến à, à, tay quý vị. Đấy, thì là có một cái sản phẩm đồng hồ smartwatch đủ chức năng theo dõi sức khỏe và cập nhật thông báo điện thoại thời tiết nhiệt độ các thứ đầy đủ hết thì cũng xin trân trọng giới thiệu quý vị các sản phẩm đồng hồ này à, đến quý vị để quý vị có thể là tham khảo cũng như là các sản phẩm trước em cũng review sản phẩm này rồi nó là một sản phẩm đồng hồ có kim, kim cương, gắn kim cương đá kim cương rất là đẹp Đấy, long lánh luôn thì em cũng có rất nhiều sản phẩm này thì quý vị có nhu cầu quan tâm đến các sản phẩm smartwatch, các sản phẩm đồ điện tử đồ săn sale bên thị trường nhật bản thì liên hệ qua zalo viết phú ở số điện thoại ở à, Nhật Bản đầu số cộng 81 080 681 và cách trên mạng với số điện thoại Nhật Bản em có để đầu video thì quý vị ở tham khảo và à, các bạn qua Zalo và em có thông tin chi tiết thì em sẽ báo cáo cho quý vị anh chị cô chú. Nói thì em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Ạ.